không có ai nghe máy sao lạch cạch bây giờ anh đang ở đâu nghe điện thoại của em đi mau trả lời tin nhắn của em anh cũng phải trả lời tin nhắn của em chứ trả lời em đi lạch cạch lạch cạch à thì chị phong lại gửi tin nhắn cho ông chủ dấm chua đó sao điên cuồng nhắn tin như vậy không giống như là thủ đoạn quyến rũ người đẹp của chị phong đó trái lại giống như là thiếu nữ não tàn Bị tình yêu làm cho mù quáng vậy đấy. Thái độ của chị Phong đối với ông chủ xưởng dấm Độc Lập Châu đúng thật là có hơi khác biệt. Anh Cửu, điện thoại của anh đã thông báo tin nhắn liên tiếp trong 10 phút rồi, bộ nhiễm virus rồi sao? Anh phải trả lời tin nhắn của em chứ. Nhắn một dấu chấm cũng được mà, mau lên đi, còn không trả lời nữa, em cho anh thời gian 10 giây, nếu anh không trả lời tin nhắn thì em sẽ leo lên tầng cao nhất của độc lập châu võ đạo liên minh công hội và dùng loa để nói cho tất cả mọi người biết chúng ta đã ngủ với nhau và có một đứa bé 5 tuổi. Phong cách hổ báo này, đối phương nhất định là Diệp Oản Oản chứ gì nữa. Hừ. Nhưng mà, tại sao anh cửu lại đặc biệt danh là em W vậy? Bộ có ý nghĩa gì đặc biệt sao? 10, 9, 8 Anh cửu, anh mau chóng trả lời tin nhắn đi. Nhắn tin Vèo Cục cưng nhà mình đúng là đáng yêu mà Bộ ông chủ sưởng giấm chua này Lại trả lời nhiều tin nhắn lắm hay sao Rốt cuộc đã nói lời ngon tiếng ngọt gì Mà có thể khiến chị Phong vui vẻ đến thế Chị Phong ơi Chị gửi nhiều tin nhắn như vậy Nhưng đối phương chỉ nhắn một dấu chấm cho chị Vậy mà chị còn có thể vui vẻ thành ra bộ dạng như vậy sao Một con chó độc thân như cậu Thì hiểu cái giấm đấy Chị Phong, Nói chuyện thì nói cho đàng hoàng Sao lại công kích cá nhân chứ Được rồi, nói chuyện nghiêm túc thôi Thời gian của tội ngục Đại hội chính vào Ngày mai đúng không Vâng, đúng vậy Tôi biết rồi, các cậu ra ngoài trước đi Không sao thì tốt rồi Còn tưởng anh cũng bị yêu quái bắt đi rồi chứ Bị yêu quái bắt đi Gần đây đúng là Có rất nhiều người đứng đầu của các thế lực bị mất tích Trong số đó còn có cả kỳ tu nhiễm Vậy thì cô ấy có phải cũng sốt ruột lắm không? Còn có một đứa bé 5 tuổi. Nếu đây là sự thật, vậy thì chắc là chuyện tốt đẹp nhất xảy ra ở kiếp này của mình. Nếu sau này chúng ta có con. Đừng nói nữa. Em không thích con nít một chút nào, nhất định sẽ không có em bé đâu. So với nói là không thích, nhưng thực ra là không muốn có con với mình nhỉ. Sau vài lần thôi miên của lúc trước, ký ức được nhớ lại, có liên quan đến tư dạ hàn thực sự quá ít. Muốn tìm tên hồ ly viện trưởng đó để tiến hành thêm một cuộc thôi miên nữa thì ít nhất cũng cần phải 2.500 vạn điểm vinh dự. Hoàn thành một nhiệm vụ cấp S cộng và một nhiệm vụ cấp S thì chắc là đủ rồi. Cấp S, nội dung lấy bia đá lính đánh thuê xích diễm từ trong tay thiên hận, giải thưởng 1.500 vạn điểm vinh dự lính đánh thuê. Đây là... 7 năm trước, bia đá đã được đặt ở trước cổng của học viện lính đánh thuê xích diễm, đã bị thủ lĩnh thiên hận Giang Ly Hận cướp đi rồi. Nghe nói Giang Ly Hận đã từng là học viên cấp SSS của học viện Linh đánh thuê xích diễm, nhưng bởi vì đã vi phạm nội quy nghiêm trọng cho nên bị đuổi khỏi học viện lính đánh thuê xích diễm. Cho nên Giang Ly Hận ghi hận ở trong lòng, vì thế... Vì thế, hắn đã ăn trộm bia đá của học viện lính đánh thuê xích diễm. Đúng vậy. Logic của người này Đúng là kỳ lạ mà Bởi vì chuyện này Cấp cao của học viện lính đánh thuê xích diễm Vô cùng tức giận Cho nên phát hành nhiệm vụ cấp S cộng Cho tất cả các học viên Chỉ đáng tiếc 7 năm rồi Không có ai có thể đem bia đá đi được Chật chật Chẳng trách lại đáng giá nhiều điểm vinh dự như vậy Chị Phong Lẽ nào chị muốn làm nhiệm vụ này Người đó là thiên hận đấy Là sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả Atula nữa Bộ tôi bị điên rồi sao Rảnh rỗi đi nộp mạng hả? Nhưng mà ngày mai là khai mạc đại hội, đúng lúc có thể nhìn thấy thủ lĩnh của Thiên Hận. Ngày hôm sau, chị Phong, không lẽ chị định mặc đồ này đến họp ở tội ngục ư? Nếu chị mặc đi như vậy, chúng ta sẽ bị cả độc lập châu cười cả năm đấy. Có đến mức vậy không? Chiếc váy này bị gì? Đẹp mà. Đúng là đẹp. Nhưng chị là minh chủ vô ý minh mà Mặc như vậy thì ra thể thống gì nữa Tôi cũng là con gái mà cái này thì sao Không ra thể thống gì Tôi đi hẹn hò mà Chẳng lẽ bảo tôi mặc đồ giống như bình thường sao Hẹn hò Không phải là đến đại hội sao Đến cả che giấu chị cũng lười luôn rồi phải không Không phải chị đã có ông chủ sưởng dấm rồi sao Sao lại còn không buông tha cho tôi là chủ chứ Chị làm như thế Ăn cũng tiêu hết sao E rằng tu la chủ sẽ không thích bộ này Hừ Ừ đúng ha Gu thẩm mỹ của tên đó xưa giờ rất lạ Mình mặc gì thì anh ấy cũng thấy giống như nhau thôi Chật Vẫn nên mặc đồ bình thường Thật đúng là chỉ có cậu có cách Nơi họp của tội ngục Anh yêu Em đến rồi anh đến chưa Gì đây chẳng lẽ ông chủ sừng giấm Độc Lập Châu là một trong những người hôm nay đến họp này anh tạ, không biết đang yên đang lành Mà họp cái gì nhỉ Bắt tôi từ nước hoa Về nơi quỷ quái này, chán chết đi được Thủ lĩnh thiên hận, giang ly hận Anh đã đi chơi 3 tháng rồi Còn không đủ ư Cũng nên làm chuyện quan trọng rồi Này, không công bằng nhé anh tạ Tôi chỉ cho chơi có 3 tháng thôi Thủ lĩnh đồ môn Tạ thiên xuyên dạ còn chơi ở nước hoa mấy năm nữa kìa. Và cả anh của anh vứt trách nhiệm cho anh rồi chạy đến nước hoa chơi rồi. Lừa biết bao nhiêu cô gái đáng yêu với hư danh ảnh đế đúng là không biết xấu hổ. Dạ, anh đang đợi điện thoại à? Không có. Gì chứ? Rõ ràng đang mất tập trung mà. Hôm nay cô ấy cũng đến sao? Nhưng vừa muốn gặp cô ấy Vừa sợ gặp cô ấy Gì vậy? Không lẽ bên cổ tộc lại xảy ra chuyện gì à? Trừ chuyện này ra Chắc không có chuyện gì khiến dạ quan tâm đâu Mẹ của anh à Tôi và bà ấy đã cắt đứt quan hệ rồi Cũng phải Năm đó cậu đã trả hết những gì nên trả rồi Vậy sao anh mất tập trung thế Không liên quan đến anh Chợt tên này vẫn đáng ghét như thế Nhưng nẻ mặt anh Tôi tha thứ cho anh đấy Ly, bảo anh chuẩn bị lời phát biểu. Anh chuẩn bị xong chưa? Anh tạ, anh xấu quá. Đừng nói chuyện với tôi. Từ khi Chi Chi chạy, anh lên làm chủ, ngày nào cũng nhìn lại mặt anh. Tôi sắp không hợp tác nổi với đồ môn các anh rồi. Tên thích đẹp chết tiệt này, muốn đạp chết. Đứng dậy, hay, ở chung với hai người, như mấy anh, thật chán. Tôi đi ngâm suối nước nóng đây. Dạ, ngày nào anh cũng bày ra bộ dạng buồn tẻ này à? Khuôn mặt đẹp như vậy, không thể có thêm vài biểu cảm cho tôi xem à? Dơ, chán sống. Hừ, tôi không tin, chẳng lẽ không có chuyện gì có thể khiến anh thay đổi nét mặt sao? Tiếp theo là hoạt động tự do, các cậu muốn làm gì thì làm đi. Không được, ở đây phức tạp lắm. Bọn em phải đi theo bảo vệ Tội ngục mở cuộc họp ở đây Ai dám gây chuyện ở đây chứ Các cậu cứ yên tâm Cứ xem như đi nghỉ dưỡng đi Còn trẻ mà có thói quen làm bóng đèn Là không tốt đâu Câu cuối mới là trọng điểm đúng không Có người rồi Bóng lưng người này quen quá Chẳng lẽ Ban chủ Giang Cô là Minh chủ bạch của vô ý minh Hân hạnh cô muốn xuống tắm chung không xin luôn đấy có ai có thể xem tôi là phụ nữ không không cần tắm chung đâu thật ra tôi có chuyện muốn nhờ bang chủ giang không ngờ lại may mắn gặp được ở đây ồ thật ra nếu là người bình thường có người làm phiền tôi ngâm suối nước nóng lúc này người đó đã chết rồi xem ra vị này thật sự không dễ trèo trọng có điều, với gương mặt này của cô, tôi có thể cho cô thêm thời gian là 3 phút nữa đó. 3 phút? Tôi nên cảm thấy vinh hạnh à? Nếu cô chịu mặc váy rồi tới gặp tôi lần nữa, có lẽ tôi có thể cho cô 5 phút. Còn có kiểu này luôn hả? Nếu cô sẵn lòng xả tóc dài xuống, có thể thêm 1 phút nữa. Giang ly hận này, e rằng là một gã cuồng nhan sắc. Cụ không cần, 3 phút là đủ rồi. Vậy được thôi, nói nghe xem không hứng thú. Tôi muốn tấm bia của học viện Linh đánh thuê xích diễm, bang chủ giang, anh ra giá đi. Cô nhóc, cô thật sự có nhiều lòng tham đấy. Cô biết đồ chơi đó là thứ quý giá nhất, hợp ý nhất, yêu thích nhất trên đời này của tôi không? Mỗi lần nhìn thấy đồ chơi đó, tôi lại nghĩ đến dáng vẻ ông già chết tiệt đó, tức giận đến mức rậm chân. Quả thực là thú vị quá chừng không phải sao ông già chết tiệt là đang chỉ ông viện trưởng của học viện xích diễm phải không cái người này đúng là như lời đồn vô cùng lạ đời vậy làm thế nào thì anh mới chịu đưa tấm bia trường cho tôi chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được cũng không phải là không thể trừ phi cô có thể khiến cho tôi xem nhiều chuyện vui hơn nữa chuyện vui mà sang bang chủ nói đến là ừm, um, để tôi nghĩ thử xem nào phải rồi Cô có biết Tu là chủ không? Biết chứ. Hai, tên đó quả thực là nhạt nhẽo quá. Tôi cực kỳ muốn nhìn thấy điều gì đó thú vị từ cậu ta. Cho nên anh muốn thấy cái gì? Chi bằng, cô đi cưỡng hôn cậu ta một cái đi. Để tôi xem thử phản ứng của cậu ta. Anh nghiêm túc đó hả? Sao lại có cái yêu cầu kỳ lạ như vậy? Hơn nữa, đối với mình mà nói, có thể đây là một lời đề nghị tặng điểm. Đương nhiên là nghiêm túc rồi, sao nào, chơi không? Nếu cô dám, tôi đưa thứ đó cho cô ngay. Bang chủ Giang, yêu cầu này của anh là làm khó người khác quá đó, đây không phải là muốn tôi mất mạng sao? Đổi lại là người khác, không phải yêu cầu này sẽ gây ra án mạng sao? Cô vừa tới là đã đòi bảo bối của tôi, vậy cũng là mất mạng tôi rồi đó, tôi cũng rất thiệt thôi mà. Người này sao có thể mặt dày như vậy chứ? Được, quyết định vậy đi, tôi hôn xong. Trở lại, anh đừng có chơi xỏ lá đó. Khổng hổ là minh chủ của không sợ minh, đúng là vô cùng gan dạ, nhưng mà tôi vẫn chưa nói xong đâu. Rốt cuộc là anh có chơi hay không? Trời chứ, chỉ là cô chỉ hôn một cái rồi bỏ chạy thì còn gì thú vị nữa. Vậy anh còn muốn thế nào? Cô phải hôn đủ một phút, hơn nữa phải là hôn môi, hôn chỗ khác không tính Đại ca, anh trực tiếp lấy mạng tôi cho rồi. Ơ. Ừ. Vậy, hỏi cho cô quá. Hôn 30 giây. Anh cảm thấy, tu la chủ giết tôi cần mấy giây? 10 giây, không thể ít hơn được nữa. Được, 10 giây. Nếu là giai đoạn trăng mật, đương nhiên hôn bao lâu cũng được, nhưng với quan hệ của mình và tư dạ hàn hiện giờ, giữ trong 10 giây cũng hơi nguy hiểm. Lẹp xẹp. Tại sao cô ấy xuất hiện ở chỗ này Còn nói chuyện vui vẻ với Giang Ly Hận nữa chứ Đến rồi Bạch Minh Chủ mau lên Phải hoàn thành trong vòng một tiếng đồng hồ nha Trong vòng một tiếng đồng hồ Tên khốn này sao lại cứ thêm điều kiện giữa chừng như vậy chứ Nhìn sắc mặt thì đúng là Vẫn còn đang giận Lúc mà tên này cáo kỉnh với mình Tay cũng không cho mình chạm vào Làm sao có thể ngoan ngoãn Để mình hôn tận 10 giây cơ chứ Hừ, Nhưng mà nếu muốn giải thích với anh ấy Thì mình nên nói sao đây phải rồi, phải rồi Bạch Minh Chủ. Không phải là lại thêm điều kiện đó chứ, để tôi chết sớm đầu thai sớm đi mà. Xoay người. Không được tránh. Trong vòng 10 giây, bất kể là em làm cái gì, anh cũng không được phép nhúc nhích. Nếu không, em sẽ cầm loa đi đến tòa cao ốc của võ đạo liên minh công hội đó. Cô ấy giận rồi, cô ấy đang giận cái gì? Nắm, em Đứng yên. Đoạt. Bộp, bộp bộp. Bạch Minh Chủ, cô cũng liều quá đi. Xem nhẹ sống chết, không phục là làm, không hổ danh là đầu gấu. Đúng là không dễ dàng gì, nhưng cuối cùng cũng nhìn thấy được biểu cảm khác của a dạ rồi. Nhưng mà tiếp theo, cậu ta sẽ tức giận giết người nhỉ? Bạch Minh Chủ, cần tôi đến báo với Liên minh cam đảm một tiếng không? Bảo bọn họ chuẩn bị hậu sự giúp cô. Oản oản, làm như vậy là vì Giang Ly Hận sao? Đủ 10 giây rồi, hơn nữa Giang Ly Hận cũng tận mắt nhìn thấy. Như vậy cậu ta cũng không có lời nào để phản bác. Tiêu rồi, phải làm gì với cái tên trước mặt mình đây? Cái đó thật ra tôi có thể giải thích. Không cần giải thích. À dạ. Hôm nay vốn để kết liên minh. Nếu giết minh chủ của liên minh cam đảm thì không hay đâu. Đưa tay ra. Lẽ nào anh ta thật sự ra tay sao? Xoạt. Mình là ai? Đây là đâu? chuyện chuyện gì xảy ra vậy âm uhm. chuyện này chuyện này nhất định mình ngâm dưới nước nóng lâu quá nên hoa mắt rồi đúng không chúng ta hòa nhé nhìn chăm chăm cậu mặc quần áo vào hả tại sao cậu cũng buộc thắt lưng vào à được bây giờ em giải thích đi tiêu rồi cuối cùng cũng bắt đầu hỏi tội rồi em sai rồi khoan đã tại sao mình phải nhận sai không đúng em giải thích gì chứ em hôn anh lẽ nào còn cần lý do à khoan đã bạch phong cô dám bẫy tôi à cô đã sớm có gian tình với tên này rồi phải không không có đâu cậu nghĩ nhiều rồi chúng tôi trong sạch vuốt ve trong sạch sao không 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 chúng ta không trong sạch đương nhiên không trong sạch em đối phó với giang ly hận thôi tôi nghe thấy rồi đấy nhé bang chủ giang điều kiện là do cậu đặt ra mà trước chuyện này Cậu cũng đâu có hỏi tôi và tôi La Chủ có quan hệ gì hay không đâu Bây giờ hối hận rồi nhỉ Bạch Minh Chủ cô được lắm Thế mà cũng dám lừa tôi Thế này chắc sẽ không diệt khẩu mình đấy chứ Cậu mặc đồ vào đi Anh bảo tôi mặc thì tôi phải mặc sao Trừng mắt Hừ tôi chỉ là hơi lạnh thôi khi nãy hai người nói chuyện gì vậy tại sao nói chuyện với cậu ta vui vẻ như thế à chẳng qua em muốn tìm bang chủ giang giúp đỡ giao tượng đài của học viện xích diễm cho em anh nói xem nếu cậu ta không muốn đưa thì thôi nhưng cậu ta lại bắt em cưỡng hôn anh mới giao tượng đài cho em bảo là muốn thấy vẻ mặt mất kiểm soát của anh vậy sao muốn thấy tôi mất kiểm soát hả không tôi không có tôi không muốn đẹp cá cược riêng thế mà cô ta lại đi mét cô ta là học sinh tiểu học hả khoan đã không đúng sao a dạ và bạch phong lại cùng nhau đến đây anh có bạch nguyệt quang thần khuyết lương thiện xinh đẹp mà đâu phải cô ta đâu nhỉ từ dạ hàn có bạch nguyệt quang thần khuyết lương thiện xinh đẹp sao trường mất không biết nói chuyện thì đừng nói Có phải mình nói sai rồi không? Mình chưa bao giờ có người khác Không đúng Tư dạ hàn từng tiếp xúc với người phụ nữ nào ngoài mình Tần Nhược Hy, Thẩm Mộng Kỳ Sao có thể chứ? Lẽ nào? Hiểu rồi Em chính là Bạch Nguyệt Quang Thần khiết, xinh đẹp, lương thiện Của anh đúng không? Bạch Minh Chủ Cô có biết nghĩ không vậy? Biết liêm sỉ chút đi, ha ha. À cửu, Bạch Nguyệt Quang thần khiết lương thiện xinh đẹp của anh lẽ nào không phải là em sao? Trừng mắt. Phải. Đúng thật là mình. Ấn tượng về mình trong lòng tư dạ hàn đẹp đẽ vậy sao? Thế nên năm đó, suốt cuộc xảy ra chuyện gì? Để tôi bình tĩnh lại đã. Bàng chủ giang, cậu muốn bình tĩnh cũng được thôi, có thể thực hiện vụ cá cược của chúng ta được chưa? Cái miếng đá to như thế, lẽ nào tôi còn có thể mang theo trên người sao? Bang chủ Giang, cậu là sếp của thiên hận, chắc chắn sẽ không quỷ tôi một cục đá đâu nhỉ. Vậy thì phiền bang chủ Giang, lát nữa phải người đưa qua nhé. Anh yêu, cảm ơn anh, anh đúng là lợi hại. Lợi hại gì chứ, anh ta chẳng làm gì hết, tượng đài là tôi cho cô đó. Anh ấy hôn tôi, chính là hành động tốt nhất rồi. Gen Bắt đầu. À, thuộc hạ tìm em, em đi trước đây. Nhân lúc Giang Ly Hận chưa đổi ý, mau chuồn lẹ. A à dạ, rốt cuộc anh với Bạch Phong là quan hệ gì? Cậu nhìn thấy gì thì chính là như vậy. Người vứt bỏ anh năm đó không phải là côn đồ bị Liên Minh Cam Đảm khống chế sao? Sao lại trở thành minh chủ Liên Minh Cam Đảm tội ác tày trời như vậy? Tôi cũng nhớ là như vậy mà. E là em ấy không phải là con đồ gì đó bị vô ý minh khống chế. Mà là Bạch Phong, minh chủ vô ý minh. Trời ơi, bảo bối của tôi, cục cưng của tôi, niềm vinh hạnh của tôi. Có được 15.000 điểm vinh dự rồi. Chị Phong, chị chạy đi đâu vậy? Tìm chị cả ngày trời. Đây là tượng đài của học viện xích diệm mà. Sao chị có được nó thế? Hi <laughs> hi. Tên thủ lĩnh của thiên hận đó rất ghét chị mà sao chị thuyết phục được anh ta vậy hai quá trình này vô cùng vất vả đúng là thập tử nhất sinh chị tìm giang Ly hận đòi tượng đài hắn thấy chị là minh chủ vô ý minh nên hắn nói nếu muốn lấy tượng đài phải đánh nhau với hắn trước vì tượng đài chị chỉ đành ra tay với hắn đánh nhau phải gọi là kỳ phùng địch thủ thế lực ngang nhau cuối cùng Chị nhỉnh hơn một chút và đánh bại hắn. Giang Ly hận tâm phục khẩu phục đưa tượng đài cho chị. Không hổ danh là chị Phong, chị ngầu quá đi. Vậy bây giờ tượng đài này tính sao đây? Để nó ở đâu đây? Đương nhiên là mang theo bên người rồi. Mang theo bên người, cái này có hơi lớn. Đây là 15.000 điểm vinh dự đấy, để chị tự chuyển. Chị Phong, để em cho. Đúng rồi, chị Phong, khi nãy chị chạy nhanh như chớp là để lấy cái này hả? Ừ, có gì không? Chị không làm chuyện gì khác nhỉ? Vội vàng lấy tượng đài, chắc chắn không có thời gian đi làm chuyện khác. Có chứ, còn hẹn hò nữa. Nghe nói đến cả kỳ hoàng cũng gặp phải độc thủ. Rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn đến vậy? Ai biết chứ? Trừng mắt, hừ. Cái gì hả? đây là bé cưng của tôi đấy đã không phải là cục cưng của cậu nữa rồi Khụ khụ, hừ tu la chủ đến rồi atula quay về tội ngục như hổ mọc thêm cánh nếu không phải năm đó atula đột nhiên mất tích tội ngục bây giờ e là đến cả liên minh võ đạo cũng không áp chế được mo quay đầu, chị hôn anh ta có một xíu vậy mà nhỏ mọn như thế sao đây rõ ràng là quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Thôi thôi, tốt xấu gì cũng giúp mình kiếm được điểm vinh dự. Chị Phong, đừng nhìn nữa. Người ta là người chỉ có thể với tới hả? Cầm mồm đi. Minh chủ, chúng tôi đến rồi. Minh chủ, đây lẽ nào là quà gặp mặt chuẩn bị cho tội ngục à? Hừ, đây là chị Phong cướp từ tội ngục về đó. Tội ngục mời, đúng là may mắn. Là nhiếp ra. Cô gái phía sau nhiếp linh lung là ai vậy? Cô gái phía sau nhiếp linh lung là ai vậy? Nhiếp vô ưu, cũng không biết. Nghe nói kỳ tài của nhiếp gia mất tích nhiều năm, vị đó còn có hôn ước với kỳ hoàng nữa. Thì ra là bạch minh chủ. Không biết cô đến tham gia hội nghị lần này với tư cách minh chủ của vô úy minh trăng hay là với thân phận con nuôi của nhiếp gia? Hay e là các vị không biết, đường đường là bạch minh chủ của vô úy minh, Thế mà lại giả làm con gái bình thường Trà trộn vào nhiếp gia Lừa mẹ tôi nhận cô ta làm con nuôi Vô ý minh có thù hằn với nhiếp gia mà Bây giờ còn bảo phu nhân của nhiếp gia Nhận làm con gái nuôi Chuyện này hơi Mình chủ vô ý minh Có phong cách làm việc thế nào ở độc lập châu Là chuyện mọi người đều biết Giả làm con gái bình thường Dụ dỗ lừa gạt phu nhân của nhiếp gia Nhận làm con gái nuôi Đây là chuyện bình thường mà Vô ý minh trước giờ Đều mặt dày như vậy Chuyện này có liên quan gì đến anh? Tôi nhớ gần đây băng nhóm của các anh có một lô hàng muốn chuyển ra ngoài nhỉ? Vô ý minh chúng tôi lâu rồi chưa làm việc đó, anh đợi đó. hư, Bạch Minh Chủ, đây chính là tố chất của vô ý minh sao? Giống như lời anh nói khi nãy, vô ý minh chưa bao giờ biết xấu hổ. Cô, cộp cộp cộp, yên lặng. Tất cả ngồi xuống. Cạch cạch, đều ở đây à? Phó hội trưởng, cuộc họp lần này, người nào đó không nhớ lúc nào mời Hiệp hội Liên minh Võ đạo? Thì sao, Hiệp hội Liên minh Võ đạo chúng tôi muốn đến, còn chờ người mời sao? Chúng tôi là người giám sát, đương nhiên có quyền kiểm tra bất cứ đâu. Gần đây, rất nhiều nhân vật nổi tiếng độc lập châu đều mất tích khiến người dân ở đó lo lắng. Lần này hội nghị được mời rất nhiều người, chúng tôi đến xem xét tình hình hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Ai biết các ngươi có âm mưu gì chứ, hoặc là những người mất tích kia, đều là do các ngươi làm, cái này cũng không chắc chắn được. Được, nếu như đã khiến Hiệp hội Liên minh Võ thuật hoài nghi là chúng tôi làm, vậy thì tùy người điều tra, chúng tôi hy vọng Phó Hội trưởng cũng không về tay trắng, tốt nhất là điều tra ra được cái gì đó. Ở đây thật náo nhiệt, anh ta là một trong tám vị thần dưới thời kỷ hoàng, hắc dạ khô cốt nghe nói hắc dạ khô cốt mới đứng thứ năm trong 8 vị thần hắc dạ khô cốt đứng thứ năm vậy người thứ nhất là ai không rõ nhưng nghe lời đồn thì người đứng thứ nhất chính là hoàng đế kỷ ngồi đi ngồi xuống ha ha em gái em cũng ở đây à này sao nhíp vô danh lại theo người của kỷ hoàng đến đây gây thêm rắc rối chứ? làm gì đấy? còn không đi lấy cho tôi cái ghế? sao anh không đi cùng người nhà của nhà họ Nhiếp đi cùng với người của kỷ tu nhiễm để làm gì? bọn họ không đem theo anh, anh cũng đâu còn cách nào khác, chỉ còn cách đi theo người của kỷ hoàng qua đây thôi. anh đến đây làm gì? đương nhiên là đến đây để điều tra tung tích của anh em của anh, xem có việc gì làm không? kiếm tiền hay gì đó. Điều tra tung tích của kỳ tu nhiễm là giả, muốn tìm kiếm việc gì đó kiếm tiền mới là thật. Đúng rồi, em gái tốt, cái kia, việc thuốc giải suy nghĩ đến đâu rồi, anh thật sự lo cho em, cái thằng chết tiệt kia nói, qua với anh, thời gian của em không còn nhiều nữa. Không còn nhiều thời gian là cái méo gì, biết nói chuyện không vậy. Sao mà cảm thấy có chút lạnh vậy, nhìn chăm chăm. Toàn rồi, vị hay ghen kia lại bắt đầu sản xuất giấm rồi. Nhắc đến cái này, sao cái nơi rẻ rách này nóng như vậy? Đang lạnh đây này, nóng cái gì mà nóng? Là vậy sao? Sao lúc nào mình cũng cảm thấy người nóng hừng hực, đặc biệt là khi ánh mắt mình chạm phải ánh mắt tư dạ hàn? Rõ ràng là anh ta luôn có vẻ mặt lạnh như băng. Trước hết, Thay mặt tội ngục, tôi vô cùng cảm ơn các vị đã đến. Do một vài việc xảy ra gần đây nên chủ đề của cuộc họp này có một chút thay đổi. Như các vị đã biết, trong thời gian gần đây, hàng chục vị lãnh đạo, trong đó có Kỷ Hoàng đế đã biến mất một cách bí ẩn. Chúng tôi đều tin rằng việc này không đơn giản. Người khác tôi không quan tâm, nhưng Kỷ Hoàng đế cũng mất tích rồi. Tôi hy vọng các vị ở đây điều tra nhanh chóng. Ha <laughs> ha, điều đó là đương nhiên rồi. Liên minh võ đạo chúng tôi cũng đang điều tra chuyện này. Chắc không lâu nữa là sẽ có kết quả. Các vị, kỵ hoàng mất tích rồi, nếu chỉ dựa vào tự mình điều tra thì điều tra sẽ đến lúc nào? Vậy nên, mọi người nên tìm đến tôi, tôi và đoàn đội của tôi chính là binh đoàn ưu tú nhất độc lập châu, ông chủ hoan nghênh. Thôi đi, ai chẳng biết các ngươi là một lũ lừa đảo, lấy tiền rồi không làm gì cả, còn mẹ nó, tôi có khi nào nhận tiền rồi không làm việc, trừ khi chưa đưa đủ tiền cho tôi? Không, bọn anh đúng thật là, nhận tiền rồi thì cũng chẳng làm được việc gì. Việc trúng độc em còn chưa biết gì đây này. chị hy vọng bọn nhíp vô danh, tìm được người, nhưng sợ là khi họ đã hóa thành xương trắng, thì cũng không có tiến triển gì. Mọi người, hỏi thử Bạch Minh chủ xem, đoàn đội của tôi, có làm việc hiệu quả không? Có phải là nhanh nhất, mạnh nhất hay không? Nhìn chăm chăm, Ây, thật ra cũng khá đáng tin. Chúng tôi hợp tác rất nhiều lần. Đoàn đội của Vô Xanh lần nào cũng khá đáng tin. Dù sao cũng là anh ruột. Không tin thì có thể hỏi khô cốt. Anh ấy là người của Kỳ Hoàng. Vô cùng đáng tin. Nghe thấy gì chưa? Có khô cốt với Minh Chủ Bạch làm chứng. Chẳng nhẽ vẫn không tin đoàn đội của tôi sao? Chỉ cần đưa tôi tiền thì lão đại của các anh là bố ruột của tôi. Chúng tôi có đào bới như thế nào? Cũng sẽ tìm thấy người của các anh. hôm qua tôi mới nhận được tin tộc trưởng của cổ tộc giang thị khi đi ra ngoài bị mất tích đến giờ vẫn không có tin tức gì tộc cổ tộc trưởng của giang thị đến tộc trưởng của giang thị cũng mất tích rồi thùng ai mà dám to gan như vậy